Nam diễn viên Hyun Bin chia sẻ nhiều điều liên quan đến cuộc sống hôn nhân, cũng như việc anh và Son Jae-jin chuẩn bị lên chức bố mẹ. Bà xã nam diễn viên cũng đang trong giai đoạn dưỡng thai nên hạn chế tham gia nghệ thuật. Sau khi tận hưởng trăng mật ngọt ngào và thông báo mang thai con đầu lòng, Hyun Bin và Son Jae-jin đều đã trở lại với guồng quay công việc. Trong khi Hyun Bin chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh Cộng sự bất đắc dĩ 2 vào tháng 9 tới, thì Son Jae-jin cũng tham gia một số CF quảng cáo. Mới đây, Hyun Bin cũng đã có dịp trải lòng với giới truyền thông về chuyện kết hôn với Son Jae-jin và bà xã đang mang thai con đầu lòng. Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên chịu nói chuyện với giới truyền thông về chuyện gia đình và không hề có sự lảng tránh. Cụ thể, khi đề cập với Hyun Bin, nét phu thê với Son Jae-jin ở nụ cười, nam diễn viên cho rằng tôi cũng nhận thấy vậy. Trước đây tôi không hề biết mình có nụ cười giống với Son Jae-jin, nhưng bây giờ tôi thấy nó thật giống. Nam diễn viên nói thêm, Son Jae-jin đã hỗ trợ rất nhiều cho tôi. Cô ấy nói với tôi rằng chỉ cần mình làm việc chăm chỉ thì sẽ được khán giả yêu mến. Tôi lo lắng về phim Cộng sự bất đắc dĩ phần 2 lắm, nhưng đọc những đánh giá tốt về nó, cả hai vợ chồng thật sự rất mừng. Rất nhiều thay đổi lớn đã xảy ra khi tôi kết hôn và có con. Tôi cẩn trọng hơn trong suy nghĩ, làm việc chăm chỉ hơn với tư cách là trụ cột gia đình. Là một diễn viên, tôi mong muốn những điều tích cực sẽ được phản ánh trong diễn xuất của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lèo lái gia đình tôi thật tốt. Có không ít người nhận xét sau khi về chung một nhà với Son Jae-jin, Hyun Bin trở nên giống vợ đến lạ, đặc biệt là nụ cười. Bản thân anh cũng phải thừa nhận điều đó. Hyun Bin phát biểu, tôi thấy vậy thật, không biết có phải ngồi bên cạnh nhìn cô ấy cười nên mới thành ra thế hay không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi giống nhau. Hơn một năm sau khi công khai hẹn hò ngày 31 tháng 3 năm 2022, Hyun Bin và Son Jae-jin nên duyên vợ chồng trong một hôn lễ hoành tráng ngoài trời ở Action House, khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Seoul, Hàn Quốc. Đến tháng 6 năm nay, mỹ nhân 8X thông báo mang thai con đầu lòng. Cách đây không lâu, Son Jae-jin được trông thấy lộ bụng bầu khi đăng quay quảng cáo. Diễn viên được đánh giá đẹp mặn mà hơn nhờ bầu bí. Trên Instagram của diễn viên, nhiều khán giả bình luận, bà bầu ngày càng hot, xinh đẹp hơn cả lúc còn son rỗi. Son Jae-jin được cho sẽ dự sinh dịp cuối năm. Trong bộ ảnh thời trang mới, Son Jae-jin mặc đồ đính sequin nổi bật. Trong suốt thai kỳ, cô vẫn góp mặt trong các hoạt động của giới giải trí. Tham dự buổi gặp fan Philippines hôm 18 tháng 8, Son Jae-jin cho biết cô hiện đang ở giai đoạn sống chậm so với khoảng thời gian bận rộn trước kia. Khoảng thời gian nhàn rỗi hiện tại làm cô cảm thấy hài lòng. Diễn viên nói đây là thành quả sau 20 năm làm việc thật sự chăm chỉ, đồng thời khuyến khích fan luôn cố gắng hết sức để tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân. Thời điểm khi đón nhận tin vui, Son Jae-jin hạnh phúc thông báo, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một số tin tức thận trọng và vui vẻ. Nữ diễn viên viết, một cuộc sống mới đã đến với chúng tôi, dù vẫn còn choáng váng nhưng tôi đang sống từng ngày để cảm nhận những thay đổi của cơ thể mình, giữa lo lắng và phấn khích. Tôi rất biết ơn nhưng tôi quá cẩn thận nên chưa thể nói với những người xung quanh mình. Nhiều người hâm mộ và những người xung quanh chờ đợi tin vui này cũng như chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ sự sống quý giá đã đến với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn luôn khỏe mạnh bằng cách chăm sóc tốt những thứ bạn cần bảo vệ trong cuộc sống của mình. Chúc bạn hạnh phúc. Hiện tại Hyun Bin đang trong quá trình quảng bá bộ phim điện ảnh Cộng sự bất đắc dĩ 2, nối tiếp sự thành công của mùa 1 vào năm 2017. Ở phần 2 này, phim vẫn theo chân Kim Chul-jun, một thám tử Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ tối mật tại Hàn Quốc. Anh nhận được sự giúp đỡ của Kang Jin-che, thám tử tại Hàn, để hoàn thành nhiệm vụ. Ở phần tiếp theo này, nhiều người dự đoán Kim Chul-jun và Park Min-young Yuna sẽ thành đôi vì dường như cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Son Jae-jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn, tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh truyền hình cổ điển Hương Mùa Hè, Khoảnh Khắc Để Nhớ, Cô Đơn Trong Tình Yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Hạ Cánh Nơi Anh, đóng chính với Hyun Bin. Gần đây cô đóng phim tuổi 39, Son Jae-jin dự sinh cuối năm.